Chúng ta một lần nữa xem lại bàn thắng mở tỷ số của U22 Indonesia. Nếu như có va, họ sẽ có cơ sở để tham khảo để chỉnh lại quyết định nếu như nó thực sự có vấn đề. Ví dụ như tình huống vừa rồi, họ vẫn có thể cho rằng một cơ hội. Tỷ số là 2-0 cho Indonesia, rất bất ngờ. Sentasit, Chakokun khá nhịp nhàng. Cơ hội không có, thể không có quả phạt đền cho các thủ hai Thái Lan. Và bây giờ sân khấu sẽ được nhường lại cho U22 Indonesia và U22 Thái Lan, những đội bóng đã thể hiện được phong độ ấn tượng nhất. Người đá chưa thể thực hiện đường chuyền thành công hướng che bóng đến vị trí của Terasak là Osakon. Không việt vị, Quý Tan, vẫn là Quý Tan Suleiman. Đá quá lành của Quý Tan Suleiman. Một Indonesia, đất nước đông dân nhất ở khu vực và luôn hướng tới trận chung kết SEA Games 32. Trận chung kết giữa Thái Lan và Indonesia ở SEA Games 32 đã được bắt đầu. Ở hiệp 1 của trận đấu thì đội U22 Thái Lan trong bộ quần áo màu xanh ở phần sân phía tay phải mà nhỏ các bạn. Thi đấu ở Bỉ và Chayapat thi đấu ở Bồ Đào Nha. Đó cho thấy chất lượng của giải đấu này. Marcelinho, vẫn là Marcelinho. Không được. Rất tiếc là đường chuyền của Marcelinho đã có được 16 bàn thắng và chỉ để tới có 3 bàn. Trong khi đó thì Thái Lan cũng đã ghi tới 13 bàn và cũng để vào lưới với số bàn thua tương tự. Đường chuyền của Tafari. Đúng là Indonesia đang nhập cuộc một cách hứng khởi và hiệu quả hơn so với U22 Thái Lan. Cho Ahad Pramata, Witan Suleiman, Evandolo, Chanarong, Terasak, vẫn là Terasak, khung thành trống rồi. Thẻ vàng hay thẻ đỏ? Rất may, đó chỉ là một tấn cầu thủ phòng ngự cuối cùng. Nhưng hướng đi bóng của Terasak thì từ một quả đá phạt trực tiếp thì điều khiển trận đấu này là người vùng vịnh. Thẻ phạt là cần thiết nhưng không phải là thẻ đỏ. Nguy hiểm. Quả bóng không hề đơn giản với hàng thủ của Indonesia. Chúng ta đã nói đến việc Thái Lan đã chơi phần lớn những trận đấu đã qua tại SEA Games này với một phong cách thong dong. Nhưng rất có thể sự thong dong đó đã sẽ không còn. Khá nguy hiểm. Không có lỗi việt vị trong tình huống rồi. Marcelinho. Tầm hoạt động của Marcelinho là rất rộng, di chuyển nhiều, tạo ra sự thu hút và sau đó lại có mặt ở những điểm nóng. Rất quyết liệt. Sau trận bán kết thì cả hai đội đều có một quãng nghỉ ngang nhau. Và đó là quãng nghỉ tốt so với điều kiện thi đấu có thể nói là rất khắc nghiệt của SEA Games. Họ có thêm một ngày nghỉ so với những gì mà chúng ta vẫn thường thấy ở các vòng đấu trước. Và thời gian thi đấu không có pha chọc khe chính xác dành cho cầu thủ Thái Lan. Chính xác hơn là Bagas đã phòng ngự xuất sắc. Tafari. Sự can thiệp của Chayapipat. Tôi đã nói đến vấn đề của một ngày nghỉ và thời tiết. Cú đá rất căng. Thay đổi tình hình. Nhưng để làm được điều đó thì họ chắc chắn cũng cần phải có một sự giống hết như tình huống mà cô bạn đã ghi học của U22 Việt Nam. Họ đang rất tập trung. Đê Quang Gà rất mạnh mẽ. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ vừa để tạo ra những điểm cắt. Lực ném là rất căng. Chúng ta một lần nữa xem lại bàn thắng mở tỷ số của U22 Indonesia. Đó là một tình huống đốt lưới nhà. Người đá đi phía sau lưng hàng phòng ngự của U22 Indonesia để Terasak băng lên. Lỗi thuộc về Jonathan Kemde.
trung vệ của U20 Thái Lan đã có một tình huống xử lý cá nhân không thực sự hợp lý. Chúng ta cùng chờ đợi. Chopon vẫn còn có cơ hội băng ra để xử lý một cách dễ dàng. Không có lỗi của Anand. Prasap đã hơi chần chừ trong tình huống vừa rồi. Đã có tình huống đẩy sau của trọng tài có lý khi thổi phạt Dewanga. Đó là một pha bóng mà Chanarong đã băng lên với một đang là những người đứng trước bóng. Cú đá của Anand không qua được hàng rào. Chanarong